Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, ngay trở về của Nanaoshi đã đến. Trong căn phòng ma pháp trận dịch chuyển hiện chỉ có Rudy, Richard và những người hầu của ông ta. Không ai đến tiễn Nanaoshi vì cô ấy yêu cầu họ đừng xuất hiện. Đội hình thì vẫn như trước đây, Rudy cung cấp ma lực, Richard phụ trách vận hành. Nanaoshi đang đứng ở trung tâm vòng tròn ma pháp với cái ba lô to đùng trên vai. Bên trong ba lô là rất nhiều vật phẩm khác nhau để sinh tồn. Có những thứ dùng để đổi ra tiền mặt, có những thứ để chứng minh thân phận, còn có cả pha lê mana và giấy viết thần chú. Chẳng biết cầm mấy thứ đó làm gì nữa, nhưng Rudy biết việc còn lại phụ thuộc vào khả năng sinh tồn của Nanaoshi. Cô ấy liếc nhìn Rudy, cậu cũng nhìn lại. Hai bên không ai nói lời nào vì tối qua đã nói hết rồi, chỉ có chưa làm ăn gì thôi. Rudeus, theo hiệu lệnh của Precious, Rudy đặt tay lên thiết bị dịch chuyển. Sau khi mọi người xác nhận đã sẵn sàng thì Nanaoshi nói lời cảm ơn Precious. Ông ta gật đầu nói rằng cũng đã học được rất nhiều thứ từ Nanaoshi. Cuộc chia tay giữa họ thật là ngắn gọn. Được, bắt đầu nào. Thiết bị dịch chuyển được kích hoạt. Các bước thực hiện vẫn như trước. Precious và những người hầu đưa tay ra chạm vào vòng tròn ma thuật. Rudy thì bơm ma lực. Ánh sáng của vòng tròn ma thuật ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đột nhiên vòng tròn lại tỏa ra thứ ánh sáng màu đen. Điều gì đang xảy ra vậy? Đáng lẽ phải là màu sáng chứ? Rudeus, Precious hét lên trong khi ánh đen ngòm đó ngày càng mạnh hơn. Nên tiếp tục hay nên dừng lại? Rudy không kiểm soát quá trình này. Mọi việc nằm trong tay của Precious và ông ta muốn truyền thêm ma lực vào. Rudy dốc sức bơm thêm ma lực, ngay lập tức đôi chân cậu bún rủn, tầm nhìn gần như mờ đục. Ánh sáng đen của vòng tròn ma thuật vẫn không thay đổi, và Rudy bắt đầu cảm thấy có gì đó đang tràn đến tay của mình. Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra, nó là tốt hay xấu, giờ có nên chủ động ngừng cung cấp ma lực hay không? Precious, ông ta đang nghĩ gì vậy? Rồi xong, có tiếng như thứ gì đó bị vỡ vừa vang lên, sau đó như thể nguồn điện bị ngắt, vòng tròn ma pháp dần mất đi ánh sáng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đáng lẽ ánh sáng của vòng tròn ma pháp phải từ từ mờ đi mới đúng chứ, nhưng sao nó lại tắt cái phụt vậy? Căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng, giống như một chiếc máy tính bị ngắt nguồn điện đột ngột. Và tất nhiên, Nanaoshi vẫn đứng đó với vẻ lúng túng không biết phải làm sao. Mọi người đều sững sờ, Rudy cũng không kém phần bối rối. Người đã làm gì vậy hả? Precious hét lên. Tại sao Rudeus Gerard? Hử? What the hell Precious? Ông đang nói gì thế? Tôi có làm gì đâu. Tại sao dòng chảy ma lực của người đột nhiên bị cắt đứt? Ủa? Tôi đâu có ngừng. Hay rồi, ngay cả Precious cũng đang bối rối. Thực sự Rudy còn không ngừng tăng ma lực truyền vào chứ đừng nói là dừng tay. Nếu nguồn cung cấp bị gián đoạn thì vòng tròn ma thuật sẽ mất ánh sáng. Đó là nguyên lý cơ bản ai cũng biết. Nhưng tại sao Rudy vẫn cung cấp mà nó lại ngừng hoạt động? Và số ma lực của cậu đã chui đi đâu? Có cái gì đó đã cắt đứt dòng chảy ma lực, giống như có người cố ý phá hoại quá trình này vậy. Rudy nhìn vào vòng tròn ma pháp và thấy một vết nứt ở đó. Chẳng lẽ có một con bọ đã chui vào và gây ra hiện tượng đoán mạch? Precious đang trầm ngâm chống tay lên cằm, trong khi Nanaoshi lặng lẽ giục ba lô xuống đất rồi bước ra khỏi phòng như một người mộng du. Rudy liếc nhìn Precious rồi liếc nhìn đám hầu cận. Tất cả đều đang kinh ngạc với sự cố vừa gặp phải. Lý do tại sao lại thất bại? Bỏ qua điều đó, Rudy tức tốc đuổi theo Nanaoshi. Cô ấy đang ngồi thẫn thờ trên giường trong phòng riêng của mình, đầu cúi xuống với vẻ kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Còn Rudy lại thấy kết quả này khá bình thường, vì từ đầu cậu đã nghĩ đến tỷ lệ thất bại, và ông lão từ tương lai chẳng phải đã nói rồi sao? Cuối cùng thì cô ấy đã thất bại, và sau đó ngày càng trầm cảm. Tôi đã thất bại trong việc an ủi cô ấy. Sau đó chẳng còn sau đó nữa đâu, Nanaoshi sẽ tự tử, chắc chắn là thế rồi. Thất bại lần này quá đau đớn vì ta còn không biết nguyên nhân. Rudy tự trách mình vì đã không hỏi ông lão cụ thể hơn. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho Nanaoshi, nhưng giờ hối hận thì làm được gì? Điều quan trọng là phải khéo léo an ủi Nanaoshi, nhưng mà phải an ủi như thế nào đây? Bất cứ ai cũng phải trải qua thất bại thôi, nên đừng lo lắng, thất bại là mẹ thành công mà. Lời này có phần sao rỗng và lỗi thời quá. Đừng bận tâm, trở về thế giới trước đó làm đếch gì chứ? Tốt nhất là ở lại đây để làm người phụ nữ của anh đi. Đây chắc chắn là cái lời ông lão đó sẽ nói, và kết quả là Nanaoshi càng thêm suy sụp. Rudy nhớ rằng khi Sophie bị tổn thương thì cậu sẽ ngồi cạnh vòng tay ngang eo cô ấy để an ủi. Trong vô thức cậu vươn cánh tay ra định ôm lấy Nanaoshi dựa vào vai mình. Đây là cách cậu đã dùng để tán tỉnh ba người phụ nữ đó sao? Nanaoshi ngẩng mặt nhìn Rudy với đôi mắt ướt sũng. Hành động này có khác gì đáng tán tỉnh đâu. Thật lễ rồi. Dứt lời, Rudy rút bàn tay về rồi nắm lấy đầu gối của mình. Nanaoshi-san, chúng ta có thể nói chuyện được không? Cái gì? Không, tôi rất bận. Từ chối thẳng thừng luôn rồi kìa. Rudy để ý thấy Nanaoshi đang ôm chặt một cuốn sách có tựa đề những giả thuyết có thể xảy ra nếu không thành công ở giai đoạn cuối cùng. Rồi cô ấy chỉ vào cuốn sổ và nói rằng thật may là đã thất bại trước khi quá trình dịch chuyển diễn ra. Đúng vậy, thà thất bại từ đầu còn hơn là Nanaoshi bị dịch chuyển đến nơi mà không ai biết. Đến đây thì cô ấy đã tư tỉnh hoàn toàn, chẳng còn chút mất mát nào hiện trên khuôn mặt. Vậy chắc là không cần an ủi nữa nhỉ? Nói vậy thôi chứ một góc nào đó trong tâm trí Nanaoshi vẫn ẩn chứa phiền muộn.
Lúc này cô ấy nhắc về giả thuyết mình từng đưa ra từ mấy năm trước rằng có người ở tương lai đã dịch chuyển cô ấy và chuyển sinh Rudy đến thế giới này để thay đổi dòng lịch sử. Tôi nghĩ lý do chúng ta được gửi đến đây liên quan đến cuộc chiến giữa Long Thần và Nhân Thần. Nói cách khác, Nanoshi không thể rời đi cho đến khi kết quả trận chiến đó ngã ngửa, hoặc là cho đến khi Hitogami thất bại. Và người dịch chuyển Nanoshi về quá khứ chắc chắn không phải là Austin hay là Hitogami. Vì Austin chuyển sinh vô số lần nên có thể tự mình thay đổi quá khứ. Hắn đâu cần Nanoshi hoặc Rudy làm điều đó. Hitogami thì quá thận trọng, hắn sẽ không đặt cược chiến thắng vào hai quân cờ khó đoán như Nanoshi và Rudy. Chưa kể Rudy là người lột trần thân phận của Ghi Sư, tông đồ bí ẩn suốt mấy nghìn vòng lặp Austin không thể tìm ra. Hitogami ngu gì mà gửi một kỳ đà cản mũi về quá khứ để hại chính hắn làm gì? Tôi có một vài cái tên về kẻ gửi chúng ta đến đây, nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Nói rồi, Nanoshi nhẹ nhàng chỉ vào cái tên ghi trên cuốn sổ, Shinohara Akihito. Sau đó là Kuroki Seiji, nhưng có một dấu X gạch chéo vào cái tên đó, và Rudeus Gerard được viết ngay bên cạnh. Tôi chỉ suy luận ra chuyện này khi biết thân phận thật sự của cậu tối hôm qua. Khi tai nạn xảy ra, Shinohara Akihito đã ôm tôi, còn cậu thì đẩy Kuroki ra để cứu anh ta. Nói cách khác, sẽ chỉ có 3 người bị dịch chuyển đến đây. Vào cái hôm xe tải Kun làm nhiệm vụ của nó thì có 3 người bị tông, là Nanoshi, Rudy và người cuối cùng là Shinohara. Vậy giờ Shinohara đang ở đâu? Cậu chuyển đến sớm hơn tôi 10 năm. Nói cách khác, tôi nghĩ có lẽ 3 người chúng ta đã bị xuyên không vào các thời điểm khác nhau. Có lẽ Shinohara được dịch chuyển tới thế giới trong tương lai. Sau đó cậu ta gặp Austin, cả hai nhận ra không thể đánh bại Hitogami nên đã cố gắng cùng nhau thay đổi quá khứ. Austin từng nói có một Miko có thể quay ngược thời gian của đối tượng. Vậy là trên đời tồn tại kẻ có năng lực vi diệu như vậy sao? Có điều theo Nanoshi thì gã đó có số mệnh yếu nên đã chết mà không có bất cứ thành tựu gì. Nhưng sẽ ra sao nếu Shinohara đã cứu anh ta và họ đã trở thành bạn của nhau? Đến đây thì Rudy bắt đầu thấy mọi mảnh ghép đang liên kết lại với nhau. Shinohara Akihito gặp một Miko và cùng với Austin tạo ra công cụ ma thuật khuếch đại khả năng của Miko đó để thay đổi quá khứ. Cái công cụ này nghe có vẻ khó tin, nhưng chính Nanoshi và Precious đã tạo ra một thứ dịch chuyển sinh vật giữa các thế giới còn gì. Trên đời không có gì là không thể cả. Tóm lại các giả thuyết của Nanoshi là như sau: 3 người bị xuyên không đến thế giới này ở 3 thời điểm khác nhau, nhưng Shinohara là người xuyên không đến thời điểm xa nhất ở trong tương lai. Ở đó cậu ta vô tình gặp Austin và đồng hành cùng hắn chiến đấu với Hitogami, nhưng cả hai nhận ra là không thể đánh bại Hitogami nếu không thay đổi quá khứ. Từ đó Shinohara tìm cách triệu hồi Rudy về quá khứ để cậu hoàn thành nhiệm vụ gì đó, như thể lật mặt Ghi Sư, sinh con đẻ cháu hỗ trợ cho Austin. Điều này cũng giải thích tại sao Hitogami từng nói hắn thấy mình sẽ bị giết bởi Austin, con cháu của Rudy và một gã bí ẩn nào đấy. Nếu bám theo giả thuyết này thì gã bí ẩn kia có thể chính là Shinohara Akihito. Ngoài ra, sau khi tiêu diệt Hitogami, Shinohara không có cách nào để trở lại thế giới ban đầu nên đã mượn sức mạnh của Miko để triệu hồi Nanoshi về quá khứ. Có thể do một tình huống bất đắc dĩ hoặc cố ý nào đó mà toàn bộ vùng Fitoa đã biến mất. Nghĩ về điều đó, Rudy cũng thấy khó chịu. Nếu giả thuyết này đúng thì toàn bộ vùng Fitoa bị tiêu diệt chỉ vì sự ích kỷ của Shinohara Akihito. Nhưng mà cũng không thể trách cậu ta được, vì có lẽ Shinohara không có cách nào khác. Lựa chọn duy nhất của cậu ta lúc đó có lẽ chỉ là sửa đổi quá khứ. Chẳng hạn như Rudy vậy, nếu để bảo vệ gia đình, cậu sẵn sàng trả giá mọi thứ, kể cả là mạng sống của chính mình. Vậy thì Nanoshi, nếu giả thuyết này là đúng, cô sẽ làm gì? Cho đến khi hoàn thành vai trò của mình ở nơi đây, tôi sẽ không thể trở về nhà được. Nhiệm vụ của tôi hẳn là đưa Shinohara trở lại thế giới ban đầu trong tương lai. Cũng chẳng biết vì sao Nanoshi mặc định nhiệm vụ của mình là đưa Shinohara trở lại thế giới ban đầu, nhưng cô ấy đang rất tin tưởng vào điều đó. Còn cái vụ hồi nãy mà pháp trận dịch chuyển đột ngột bị hỏng thì Rudy nghĩ rằng có lẽ là do nghịch lý thời gian. Kiểu bạn đang sống ở trái đất vào năm 2022 nhưng lại bị dịch chuyển đến một thế giới khác với mốc thời gian là năm 2010. Và Nanoshi cũng tương tự như thế. Vậy nên giờ cô ấy không thể trở về được vì nghịch lý thời gian không cho phép hai Nanoshi cùng tồn tại. Nếu muốn về thì cô ấy buộc phải chờ đến tương lai. Ở thời điểm đó Nanoshi gặp được Shinohara, mà theo cô ấy thì có lẽ đó cũng là lúc Laplace hồi sinh. Kiểu sau khi Laplace hồi sinh, Austin sẽ tiêu diệt hắn để lấy bí bảo và tìm đến tiêu diệt Hitogami. Đó là thời điểm vòng lặp của Austin sắp kết thúc luôn. Có lẽ tôi không sống được lâu, không thể chờ đến tận 80 năm sau đâu. Dù Nanoshi không thể già đi, nhưng cô ấy sẽ dần suy yếu vì bị nhiễm ma lực ở thế giới này. Hiện tại các triệu chứng được tạm thời ngăn chặn bằng cách uống trà shokasu, nhưng tất nhiên sức khỏe sẽ càng ngày càng xuống dốc thôi. Và sống thêm 80 năm nữa cũng khá là khó. Vì thế Nanoshi đưa ra một giải pháp, đó là nhờ thuộc hạ của Precious ngưng đọng thời gian của cô ấy đến khi Laplace hồi sinh. Ngoài ra để đề phòng trường hợp giả thuyết của mình sai, Nanoshi còn nhờ Rudy công khai về ma pháp trận dịch chuyển. Kiểu nếu nhiều người biết về nó thì họ sẽ tích cực tìm tòi nghiên cứu ma pháp trận dịch chuyển hơn. Sau 80 năm nữa, ma pháp trận dịch chuyển có lẽ đã rất phổ biến. Tôi hy vọng có ai đó đủ tài năng để giúp đỡ tôi trở về. Rudy hiểu rõ ý định của Nanoshi. Suốt thời gian qua cậu cũng gặp khó khăn trong ma pháp trận dịch chuyển vì có quá ít người hiểu về nó. Ok, cậu gật đầu đồng ý.
Dù sao Rudy rất muốn Nanoshi thành công trở về thế giới cũ để chuyển xung cọng bức thư đến gia đình. Cuộc trò chuyện hại não giữa họ cũng kết thúc. Sau đó hai người trở lại phòng ma pháp trận và thử lại vài lần nữa, kiểm tra kỹ lưỡng, đội hình đầy đủ, thế nhưng đến cùng vẫn thất bại. Vì lý do nào đó mà nguồn cung cấp ma lực luôn bị cắt đứt như thể ai đó đang cố tình phá hoại. Giờ Rudy mới thấy giả thuyết về sự tồn tại của Shinohara càng lúc càng đúng, hoặc có thể là do sự can thiệp của Hitogami. Sau khi thất bại, Nanoshi nói với Precious rằng cô ấy muốn được ngủ đông, ông ta không phản đối mà nhanh chóng đồng ý. Có lẽ Precious không muốn Nanoshi chán nản mà nghĩ quẩn. Được rồi, Rudius, Precious-sama, từ giờ trở đi, tôi giao mọi thứ lại cho mọi người đấy. Đó là những lời cuối cùng của Nanoshi trước khi bị đóng băng. Cô ấy sẽ thức dậy mỗi tháng một lần để kiểm tra ma pháp trận dịch chuyển. Rudy cũng thấy khá bình thường. Một người bạn rời xa sao? Không phải, Nanoshi giống như đang đi du lịch đâu đó và về nhà một tháng một lần vậy. Nhưng mà trong lồng ngực cậu vẫn có một cảm giác khó chịu về điều gì đó, kiểu như mình đang là con tốt của những kẻ trong tương lai vậy. Khi Rudy chuẩn bị rời thiên không thành thì đột nhiên Precious gọi cậu lại. Ông ta nói rằng ta ghét từ số phận. Ừ, nếu phải nói thì ai cũng ghét hai từ đó thôi. Số phận có nghĩa là mọi thứ ta phấn đấu, cố gắng đều được định sẵn ngay từ đầu, và nó giống như đang nhảy múa trong lòng bàn tay của người khác vậy. Thật nực cười khi quá khứ được định nghĩa bởi tương lai, ta sẽ không chấp nhận một điều nhảm nhí như thế. Precious hằn học nhìn về hướng của Nanoshi vừa rời đi. Khái niệm về định mệnh khiến quá khứ của chúng ta trở thành trò hề, ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Xem ra Nanoshi đã bàn với Precious về giả thuyết của cô ấy, hoặc là do ông ta đã nghe lén được và Precious không chấp nhận giả thuyết đó. Dù vậy, ông ta vẫn ủng hộ Nanoshi khi cho cô ấy mượn một hầu cận của mình. Ta thà tin rằng vòng tròn ma pháp khổng lồ đó vẫn chưa hoàn hảo thì hơn. Nanoshi bỏ cuộc nhưng ta thì chưa đâu. Trong khi cô ta ngủ đông, ta sẽ tinh chỉnh lại vòng tròn ma pháp. Ta thề với danh hiệu Long Vương của mình. Precious có vẻ khá nhiệt tình. Rudy có thể cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng trong tâm hồn của ông ta. Nhưng đáng buồn thay, ta không có nhiều ma lực như ngươi. Rudeus Grat, hãy cho ta vay mượn sức mạnh của ngươi. Tôi không có phiền đâu. Tuy nhiên Precious-sama, tại sao ngài lại nghiêm túc giúp đỡ Nanoshi như vậy? Nghe thế, biểu hiện của Precious đột nhiên thay đổi. Rudy nghĩ rằng có khi chính ông ta cũng không biết tại sao mình lại đi xa như vậy để giúp Nanoshi. Đối với quá khứ, hiện tại chính là tương lai. Bản thân trong quá khứ đã tạo nên hiện tại, và hiện tại sẽ tạo ra tương lai. Ta muốn chứng minh rằng ý tưởng ngu ngốc của học trò ta là sai lầm. Cho đến khi Laplace hồi sinh, ta chỉ là muốn giết thời gian thôi. Giết thời gian để chứng minh giả thuyết của Nanoshi là sai lầm sao? Ok thôi, vậy thì tôi sẽ dâng hết sức để giúp ngài. Dù sao thì có lẽ cái ngày Nanoshi trở về thế giới cũ thì tôi cũng không còn sống nữa. Nhưng thật vui khi biết vẫn có người muốn chăm sóc cô ấy. Rồi Rudy tạm biệt Precious. Cậu khá hài lòng với kết quả hiện tại của Nanoshi. Hướng đến mục tiêu tiếp theo nào. Lần này là kiếm thần Ganfarion. Rudy sẽ cùng Eris đến Thánh Địa Kiếm, một nơi ít học thức chỉ dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề. Trước đó đến báo cáo với sếp phát nhảy, nghĩ vậy Rudy tiến về hướng văn phòng. Sau khi mở cửa phòng sếp, Rudy bước vào, đóng cửa lại, mở rộng hai chân bằng vai và đặt hai tay ra sau, cúi đầu cho Austin theo góc nghiêng 30 độ. Tôi có chuyện muốn báo cáo ạ. Cứ nói đi. Sự trở lại của Nanoshi đã thất bại. Cô ấy tin rằng nguyên nhân là do tương lai, vì vậy thuộc hạ của Precious đã đưa cô ấy vào trạng thái ngủ đông. Ta hiểu rồi. Vừa nói Austin vừa từ từ cởi mũ giáp. Hắn chống tay vào thái dương thở dài thườn thượt. Precious đã nói gì? Ông ấy khẳng định rằng vòng tròn ma thuật của mình bị lỗi và lên kế hoạch cải thiện để Nanoshi có thể quay trở lại. Tại sao? Ông ấy nói rằng quá khứ không nên được định nghĩa bởi tương lai. Hừm, ta cũng nghĩ vậy. Quả đúng là Precious. Austin nghe có vẻ xúc động hơn bình thường. À không, có lẽ do Rudy tưởng tượng thôi, chứ giọng điệu của hắn vẫn đều đều và khuôn mặt thì vẫn đáng sợ như vậy. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, đó là tìm kiếm sự hợp tác với kiếm thần Ganfarion. Như mọi khi, tôi muốn nghe ý kiến của ngài một cách chi tiết ạ. Rồi Austin lấy trong tủ ra một mớ giấy tờ. Lần này hắn đã chuẩn bị thông tin rất kỹ. Rất cảm ơn sếp, nhưng vai vế hơi đảo lộn rồi. Chẳng phải việc biên soạn tài liệu này là công việc của Rudy sao? Ta đã viết mọi thứ trên những tờ giấy đó rồi. Dù sao thì đừng chiến đấu với Ganfarion. Và thế là Rudy hướng đến Thánh Địa Kiếm. Video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.